Võ Thần Chúa Tể chương năm 5621, dân núi đầu hàng, lúc này U Minh Đại Đế trong con mắt toát ra vẻ không thể tin được, lúc trước lướt qua đạo kia khí tức, hắn vô cùng quen thuộc, chính là minh giới bên trong tứ cực Đại Đế một trong thập điện Diêm Đế, đối phương khí tức, liền xem như hóa thành tro hắn cũng nhận ra, có thể thập điện Diêm Đế không phải là đi mình hoàn tuyền sơn sao. Làm sao sẽ xuất hiện tại này U Minh chi địa cùng ngũ nhạc lãnh địa khu vực biên giới, tầng trần tiểu tử. U Minh Đại Đế vội vàng mở miệng. Ngậm miệng. Không đợi U Minh Đại Đế nói hết lời, Tần Trần sắc mặt thay đổi bất ngờ, bỗng nhiên quát chói tai lên tiếng, cắt đứt U Minh Đại Đế lời nói, U Minh Đại Đế sững sờ, ngươi, Tần Trần sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đừng nói chuyện, không phải vậy bị phát hiện liền phiền toái. Bị phát hiện? U Minh Đại Đế nhíu mày, nghi ngờ trong lòng còn không có rơi xuống, con ngươi đột nhiên lại lần nữa co rụt lại, âm âm liền thấy nơi xa, một đạo khác khí tức kinh khủng quét ngang mà đến, này khí tức vô cùng rộng rãi. Trùng trùng điệp điệp, mang theo làm người sợ hãi khí tức cùng sức mạnh, giống như một tòa thái cổ sơn nhạc, từ cái kia cổ xưa trong trời đất sông mạnh mà ra, dọc theo thập điện diêm đế xẹt qua vết tích, trong nháy mắt xuyên qua mênh mông phía chân trời, quanh phanh, kinh khủng kia đại đế khí tức quét ngang, giống như đại dương mênh mông khuấy động tứ phương, cái kia tầng tầng đại đế chi lực giống như ức vạn núi lửa phun trào, chèn ép phía dưới ven đường vô số quỷ tu rung lẫy bảy thể nội bản nguyên điên cùng khuấy động giống như sâu kiến ngũ nhạc minh đế gia hỏa này u minh đại đế con ngươi lại lần nữa có vào toát ra vẻ không thể tin được khó trách tần trần không để cho mình mở miệng đến ngũ nhạc minh đế bực này tu vi thần thức cảm giác đáng sợ đến bực nào một ý niệm liền có thể quét ngang ngàn vạn thế giới chính mình chỉ cần tiết lộ ra ngoài dù là như vậy một tia khí tức đều có thể bị hắn bắt được cũng may tại tầng trần hỗn độn thế giới bên trong không gian chi tâm trấn áp xuống u minh đại đế khí tức cực độ có vào cũng không bị phát giác ngũ nhạc minh đế thân ảnh này tới cũng nhanh đi cũng nhanh thời gian trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời không thấy dấu vết lần này u minh đại đế không dám tiếp tục tùy tiện mở miệng chỉ là tại nơi yên tĩnh chờ đợi mà tầng trần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ thấy hắn cẩn thận lắng nghe dường như đang cảm giác lấy cái gì thẳng đến hồi lâu sau đều chưa từng có sức mạnh lướt đến sau đó rồi mới từ hỗn độn thế giới bên trong nhanh chóng rời đi xem ra ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế đều bị dẫn đi đi tần trần ánh mắt lấp lóe thu hồi giám sát cái này bàn lúc này hóa thành một vệt sáng hướng về thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế phương hướng ngược nhau cấp tốc bạo lướt mà đi hỗn độn thế giới bên trong u minh đại đế nhìn không được câu mày nói tần trần tiểu tử vừa rồi cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn thần sắc kinh ngạc, mang theo nghi hoặc cùng tò mò, ngũ nhạc minh đế hòa thập điện diêm đế không phải đi hoàn tuyền sơn sao. Như thế nào? Tất cả đều chạy trở về, tần trần lười nhát giảng giải, hướng về phía ma lệ cau mày nói, ma lệ, ngươi giải thích cho hắn một chút. Ma lệ, hắn mắt liếc u minh đại đế, ánh mắt có chút im lặng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ mở miệng nói, thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế sở dĩ chạy về lãnh địa của mình, tự nhiên là bởi vì mạnh bà mạnh bà. Không phải vậy đâu. Ma lệ trong ánh mắt mang theo sợ hãi tháng phục chi sắc, ta vốn cho rằng tần trần đem mạnh bà mang đến hồn nhạc sơn, chỉ là vì hãm hại cho ngũ nhạc minh đế, để cho chúng ta thoát khỏi hiềm nghi, hiện tại xem ra, tần trần đây là trong kế tự kế. Ánh mắt của hắn lóe lên, lẩm bẩm nói, tần trần không chỉ có nhường mạnh bà đối với chúng ta hoài nghi, chuyển tới ngũ nhạc minh đế nhất mạch trên thân, càng làm cho mạnh bà phát hiện thâm uyên nhất tộc dấu vết đồng thời nhường ám ảnh đại đế phát hiện mạnh bà tồn tại bại lộ bí mật ám ảnh đại đế đương nhiên sẽ không nhường mạnh bà còn sống rời đi bạn không ngủ nhạc minh đế cùng thâm Nguyên nhất tộc cấu kết tin tức chắc chắn truyền khắp toàn bộ minh giới ám ảnh đại đế chỉ có thể điều động toàn bộ ngũ nhạc lãnh địa cảnh nội sức mạnh đi vây chặn đánh mạnh bà mà mạnh bà vì còn sống rời đi chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đào thoát thậm chí đưa tin cho thập điện diêm đế nhường hắn chạy đến giải cứu chính mình như thế tần trần đơn giản một chiêu gấp lửa bỏ tay người liền giảo động hai đại tứ cực đại đế dưới quyền vô số cường giả thậm chí đưa tới ngũ nhạc minh đế hòa thập điện diêm đế cái này hai đại cường giả chú ý khiến cho bọn hắn lực chú ý bị thúc ép từ hoàn tuyền sơn trở lại lãnh địa của mình bởi vì đứng tại thập điện diêm đế góc độ diêm phách đại đế đã chết hắn tuyệt đối không thể để cho mạnh bà cũng chết ở đây mà đứng tại ngũ nhạc minh đế góc độ hắn cùng thâm uyên nhất tộc cấu kết tin tức cũng tuyệt không thể bại lộ song phương đều có nhất thiết phải trở về lý do cao minh thật sự là cao minh ma lệ vừa nói một bên mắt lộ ra sợ hãi tháng phục tần trần loại thủ đoạn này liền hắn cũng là bội phục không thôi chẳng trách mình tại gia hỏa này trước mặt lúc nào cũng khắp nơi ăn quả đắng không thể không nói tần trần vẫn có chút tài năng nghe ma lệ giảng thuật mọi người chung quanh cũng là mắt lộ ra vẻ chấn động càng là như thế. U Minh Đại Đế trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, nếu như không phải ma lệ giảng giải, hắn căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy, ít nhất lấy đầu óc của hắn là nghĩ không ra tới này dạng biện pháp, chật, hắn lông mày lại nhăn lại, nói như vậy, tận trần lúc trước mai phục tại thập điện Diêm Đế cùng ngũ nhạc Minh Đế phải qua chỗ, là vì xem xét mưu kế của mình có thành công hay không. Hắn Châu mày, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn thế giới bên ngoài, bất quá bây giờ mưu kế đã thành công, tần trần tiểu tử vì cái gì còn không trở về vĩnh kiếp nghiệt hải đây là định đi nơi đâu bây giờ tần trần bay lượn hướng phương hướng căn bản không phải vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ mà giống như là hắn u minh đất chỗ sâu chỗ cái này không cần thiết nhiễu một cái như vậy vòng lớn a ma lệ nhìn không được mắt nhìn u minh đại đế ánh mắt bên trong toát ra tới một tia im lặng chi sắc tiểu ma tử ngươi đây cũng là ánh mắt gì u minh đại đế sắc mặt khó coi chẳng lẽ mình nói sai rồi sao tần trần tiểu tử bay vút phương hướng hoàn toàn chính xác không phải vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ a ta lúc nào nói phải về vĩnh kiếp nghiệt hải tần trần thực sự nhìn không được lạnh lùng nói u minh đại đế khẽ giật mình không đi vĩnh kiếp nghiệt hải đi đâu nơi nào cái phương hướng này ngươi không cảm thấy quen thuộc sao cái này u minh đại đế ngẩng đầu trước tiên dùng chút hoảng hốt có thể sau một khắc hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cái này đây là hoàng tuyền sơn ngươi dự định trở về Hoàng Tuyền Sơn. U Minh Đại Đế ánh mắt bên trong lập tức toát ra chấn kinh chi sắc, trước mắt phương hướng kia. Không phải là của mình hang ổ Hoàng Tuyền Sơn còn có thể là nơi nào? Có thể Tần Trần lúc này trở về Hoàng Tuyền Sơn làm cái gì? Tần Trần liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói bản thiếu đi Hoàng Tuyền Sơn làm cái gì? Không có việc gì đi xem phong cảnh sao? U Minh Đại Đế trong mắt trừng một cái, mã mẹ nó, ngươi chẳng lẽ dự định nghĩ đến một cái khả năng u minh đại đế trong nháy mắt kích động sắc mặt ửng hồng toàn bộ toàn thân hiện ra rậm rạp chằng chịt nổi da gà không thể nào ngươi nên không phải ha 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 tần trần tiểu tử bản tọa quả nhiên không nhìn lầm ngươi u minh đại đế kích động trong nháy mắt treo hò ra tiếng huơ tay múa chân nói ha 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 bản tọa dám nói ngươi bây giờ làm quyết định này tuyệt đối là ngươi đời này làm chính xác nhất quyết định một trong chỉ cần có thể trở lại hoàng tuyền sơn bản tọa thực lực tu vi chắc chắn trong thời gian ngắn khôi phục. Đến lúc đó có bản tọa tại, cái này minh giới còn không phải tùy ý ngươi đi ngang. Nhìn xem U Minh Đại Đế bộ dáng hưng phấn kia, tần trần đều chẳng muốn lý tới, chỉ là hướng về phía vạn cốt minh tổ đạo, vạn cốt, ngươi tới chỉ đường. Tần trần chỉ biết hoàn tuyền sơn đại khái phương hướng, đến nỗi vị trí cụ thể, còn phải cần vạn cốt minh tổ tới chỉ điểm, dạ, trần thiếu. Vạn cốt minh tổ áp chế lại kích động trong lòng chi ý, vội vàng tiến lên chỉ đường đứng lên, hô, không còn thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế lo nghĩ. Tần trần dọc theo đường đi tốc độ cực nhanh, hắn nghĩ hết biện pháp dời hai đại cường giả, chính là vì hiện tại cái này cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ lỡ dù là một chút, tại tần trần hối hả bay lượn phía dưới, vô số hư không tần tần lướt qua, đặc biệt là có vạn cốt minh tổ cùng u minh đại đế chỉ đường, hai người bọn họ mặc dù rất lâu chưa từng trở lại minh giới, đối với minh giới rất nhiều nơi đã không còn quen thuộc, nhưng mà đối với cái này u minh chi địa, hai người vẫn là cực kỳ quen thuộc, dễ dàng. Né tránh một chút hiểm địa cùng máu chốt chi địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, vạn cốt minh tổ đột nhiên nói, trần thiếu, qua phía trước một mảnh kia sơn mạch, chính là hoàng tuyền sơn. Hắn vừa dứt lời, oanh, vô số sơn mạch xuất hiện ở sau lưng, phía trước một tòa khoáng đạt núi cao trong nháy mắt chiếu vào tầng trần mi mắt, đập vào mặt, cái này một tòa núi cao 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 tại thượng vô cùng nguy nga cực kỳ rộng rãi cùng khổng lồ đứng thẳng trong mây thiên chi bên trong đứng ngạo nghễ không biết bao nhiêu vạn dặm thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyền từ xa nhìn lại liền như là một tòa thần sơn xuyên qua toàn bộ minh giới thiên khung chống lên toàn bộ minh giới bầu trời hoàng tuyền sơn u minh đại đế hốc mắt ẩm ướt ngữ khí thi thao thân thể kích động đều đang run rẩy đã bao nhiêu năm không biết đã bao nhiêu năm hắn trước kia bị nhốt biển vũ trụ thời điểm, bao nhiêu lần tỉnh mộng hoàng tuyền sơn, có thể đối hắn tới nói đó chỉ là một hy vọng xa vời, mong muốn mà không nhưng phải, mà bây giờ, làm hoàng tuyền sơn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, nội tâm hắn kích động, liền như là kinh đào hải lãng đồng dạng, như thế nào đều không thể bình tĩnh, đại đế. Nhìn xem u minh đại đế cái kia kích động bộ dáng. Vạn cốt minh tổ cũng là khóe mắt trưng trưng, trong lòng không hiểu sầu não, sư, lơ lửng tại Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, Tần Trần không có tùy tiện đi tới, mà là tại nơi xa bên trong dãy núi kia cấp tốc ẩn núp xuống, ánh mắt ngưng thị xa xa Hoàng Tuyền Sơn, chỉ thấy cái kia Hoàng Tuyền Sơn ngoại vi, một đạo mờ mịt vận sáng lưu chuyển, đại trận rộng rãi, đem toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Là Hoàng Tuyền Đại Trận U Minh Đại Đế nhìn xem trận quan kia hưng phấn nói, Tần Trần Tiểu Tử, này Hoàng Tuyền Đại Trận chính là bản tọa trước kia bố trí xuống, là cao cấp đại đế trận pháp, bây giờ cái này Hoàng Tuyền Sơn Hoàng Tuyền đại trận còn tại vận chuyển, chứng minh ta Hoàng Tuyền Sơn còn bảo tồn hoàn hảo, cũng không rơi vào ngũ nhạc minh đế và thập điện diêm đế trong tay." U Minh đại đế kích động nói, "Nhanh, ngươi mau thả bản tọa ra ngoài, không biết là ai đang chủ trì cái này Hoàng Tuyền đại trận, lại chặn thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế mà xâm lấn. Nhất định là bản tọa năm đó vị kia dưới trướng, ngươi phóng bản tọa ra ngoài." chỉ cần bản tọa lộ diện một cái, cái này hoàn tuyền sơn chắc chắn sẽ dâng núi đầu hàng. U Minh đại đế tràn đầy tự tin, hưng phấn không thôi, bạn đang nghe truyện tại tán tu, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.